VNPT Technology chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ luôn được công ty đặc biệt coi trọng nhằm phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động và tài sản của công ty. Trong tháng 10 vừa qua, Công đoàn VNPT Technology phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023 trực tiếp tại Tổ hợp Công nghệ Công nghiệp Hòa Lạc, trực tuyến tại trụ sở Hà Nội và văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh để trang bị các kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của công ty nhấn mạnh, đây là việc làm thường xuyên hàng năm của công ty nhằm giúp cho cán bộ công nhân viên và người lao động VNPT Technology biết cách bảo vệ thân thể, giữ gìn môi trường làm việc an toàn vệ sinh để hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không xảy ra tai nạn chấn thương lao động, bệnh nghề nghiệp và rủi ro thiệt hại. Ông Nguyễn Việt Bằng hy vọng qua các buổi tập huấn, toàn thể học viên có thể nắm được quy định của pháp luật, chính sách, chế độ bảo hộ lao động, đặc biệt là có những kiến thức cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động để có biện pháp triển khai, phòng ngừa. Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2023 được tổ chức cho 6 nhóm đối tượng căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP gồm nhóm 1, người làm công tác quản lý, phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, nhóm 2, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, nhóm 3, người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nhóm 4, người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị làm các công việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nhóm 5, người làm công tác y tế, nhóm 6, an toàn vệ sinh viên. Với 902 cán bộ công nhân viên và 40 an toàn vệ sinh viên thuộc mạng lưới an toàn vệ sinh lao động của công ty, diễn ra từ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023, khóa huấn luyện nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên. Trong đó, chương trình huấn luyện dành cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên rất quan trọng. Khóa huấn luyện đã cung cấp và tư vấn về các vấn đề an toàn và sức khỏe, bao gồm cả về an toàn khi sử dụng các dụng cụ, phương tiện lao động và bảo vệ sức khỏe tinh thần. Điều này giúp nâng cao nhận thức và kiến thức cho các thành viên mạng lưới an toàn vệ sinh viên để chủ động hướng dẫn, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên các kỹ năng đảm bảo sự an toàn, sức khỏe trong quá trình làm việc. Qua khóa huấn luyện này, các học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản như mục đích ý nghĩa của công tác an toàn vệ sinh lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, nhận biết yếu tố nguy hiểm có hại, biển báo chỉ dẫn, thực hành quy trình làm việc an toàn, ứng dụng thực tế biện pháp phòng tránh cho các đối tượng làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Trong buổi học hôm nay thì qua buổi học buổi sáng thì mình tiếp thu được về ý nghĩa của việc an toàn lao động là gì và các phương pháp khắc phục khi xảy ra về vấn đề an toàn lao động và các rủi ro xảy ra khi gặp vấn đề trong tai nạn lao động. Qua buổi chiều hôm nay thì mình được thực hành về các như vận hành xe nâng và những cái chú ý về an toàn khi sử dụng xe nâng, những rủi ro xe nâng có thể xảy ra. Qua phần đào tạo về lý thuyết và thực hành cũng đem lại rất nhiều ý nghĩa trong công việc về sản xuất trên nhà xưởng, nhất là về các tai nạn do máy móc đem lại hay là tai nạn do trong quá trình thực hiện công việc thì mình biết cách xử lý và khắc phục các hậu quả. Cá nhân tôi thấy buổi đào tạo về vệ sinh an toàn lao động của công ty mang lại rất là nhiều ý nghĩa. Một là giúp tôi cũng như là các đồng nghiệp hiểu rõ về các cái quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động cũng như biết cách là phòng tránh những cái tai nạn không đáng có. Thứ hai là tôi cũng sẽ biết cách để tuyên truyền cho những cái người xung quanh mình cũng như gia đình để giúp cho các quá trình lao động của mọi người diễn ra an toàn hơn. Và thứ ba là tôi cũng qua buổi này tôi cũng mong muốn là công ty sẽ tiếp tục duy trì cái công tác này để giúp cho mọi người yên tâm làm việc. Trước đó, thực hiện kế hoạch đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023, sáng 29 tháng 9, VNPT Technology đã tổ chức chương trình tập huấn đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 tại Tổ hợp Công nghệ Công nghiệp Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Tham dự chương trình có Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công ty và các đồng chí thuộc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở 1 và 2. Tại hội nghị, dưới sự hướng dẫn của đồng chí Thiếu tá Đỗ Hoàng, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy, người tham gia được bồi huấn các nội dung như sự cần thiết của việc phòng cháy chữa cháy, các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy,
các phương pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản, quy trình xử lý khi xảy ra cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy và các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, thực hành sử dụng bình chữa cháy và diễn tập phương án chữa cháy, thoát nạn qua cầu thang thoát hiểm khi có sự cố xảy ra.